Chào mọi người, mình là Trung, bên kênh máy khoan pin cũ cho mọi người. Hôm nay tiếp tục quay máy khoan để cho mọi người xem và lựa mua. Thì hôm nay là mình quay hàng thùng cho mọi người. Hôm nay mình quay hàng thùng. Đây, đây là số điện thoại liên hệ mua hàng bên mình 0854901685 nha mọi người. Đấy, mọi người có thể điện thoại trực tiếp là nhanh nhất nha mọi người. Điện thoại trực tiếp là nhanh nhất để mua hàng. Còn lại không thì mọi người bận quá thì nhắn tin qua Zalo hoặc là tin nhắn SMS thì có thể nó bị chậm hoặc thiếu sót, nó bị trôi tin, nhiều tin của nó trôi xuống dưới đọc chưa kịp thì mọi người thông cảm nhé, nó có thể sẽ bị chậm. Còn không thì mọi người gọi điện trực tiếp giúp mình nhé. Rồi, mọi người xem video thì vui lòng like video này, chia sẻ video và comment đại cái gì bên dưới để tăng tương tác video giúp mình nhé. Đấy, ai chưa đăng ký để nhận video xem ngay lập tức khi mà video lên nhé thì mọi người kích vào nút đăng ký bên dưới này, bên tay phải nhé. Và nhấn vào cái hình nút chung rồi chọn thông báo tất cả nha mọi người. Ok. Rồi bây giờ mình vào việc nha. Đầu tiên là một thùng Ryobi. Ryobi 96. Đây cho mọi người xem ngoài hình của nó. Hôm nay đây là con máy Ryobi 96 nhé. Con này đời này ngoại hình còn như thế này là cũng khá ok rồi. Đó, đào rồi nó nhìn còn ok này. Có chế độ nhanh chậm nha mọi người. 5 cấp trượt, 1 cấp khoan. À, cho mọi người xem ngoại hình trước rồi mình sẽ test con máy chạy hay không. Đấy. Ok. Cũng như tất cả những video trước mình đã nói rồi, hàng thùng mình chỉ test máy cho nó chạy hay không chạy thôi. Còn lại là pin sạc rồi về mọi người tự test hoặc là đóng lại pin tùy mọi người nhé. Rồi, cái cò nó bị bẩn để mình nhấp đi cho nó sạch cái cò đi rồi nha mọi người. Đấy. Đó. Mình thử cấp trượt cho mọi người xem nhé. Đó, nó trượt thấy không? Đó, chuyển qua chế độ khoan này. Đó, giữ lại nó không? Đấy nha mọi người. Đây, cái chỗ cái phần đảo chiều nó đang hơi bị bẩn nha mọi người. Nhấp mấy cái cho nó tiếp xúc cho tốt. Rồi ok. Rồi chuyển qua chế độ chậm nha. Đó, như mọi người đã biết chế độ nhanh, chế độ chậm như những video khác mình đã giới thiệu rồi đó. Nó sẽ giúp cho mình khi mà nó nặng, khi mọi người khoan cái gì vào mũi đầu tiên á, mới vào mọi người để chế độ nhanh cho nó vào mũi, khi nào mà nó nặng cái mũi rồi mọi người chuyển qua chế độ chậm nhé, cho nó lực xiết nó tốt, nó vào tốt nhé. Máy chạy cho mọi người. Đây. Bộ này là số 1. Số 1 bộ này 280.000. Số 1 280.000. Tiếp theo, một cái thùng Ryobi tiếp. Hôm nay có mấy thùng Ryobi. Một thùng Ryobi tiếp nha mọi người. Đấy. Tổ nó ghi chữ Nhật gì đây. Ờ đây. À thùng này như mình đã quay rồi thì sao. Quay lại đi. Này, này. Cái hộp này nó chế để nó bỏ vít đồ cho mọi người. Này, hộp này nó bỏ chế rồi nó bỏ vít đồ mũi khoan đồ trong này. Đấy.
Này, con máy thì ngoại hình tróc mấy cái này là mấy cái này về mọi người tháo ra luôn nhé, mọi người gỡ luôn đi nhé. Sâu nó thì nó không quan trọng gì tới máy cả nhé. Ok, ở đây cho mọi người xem ngoại hình nhé. Đấy, ngoại hình con máy rồi, ngoại hình vỏ pin này, nó cục sạc của nó này. Cái nút đảo chiều này nó đang hơi bị bẩn nè. Đó rồi, ok. Nhấp nhấp mấy cái là nó về một người vệ sinh lại nhé. Nhấp nhấp mấy cái là nó trơn tru đi, nó qua cái phần bẩn đi. Ok nha mọi người. Máy khoan bắc vít Ryobi 12V. Máy chạy nha. Con số 2. Số 2. Con này 470.000. Số 2 470.000. Tiếp theo số 3 tiếp tục một thùng Ryobi tiếp. Đây. Máy khoan Ryobi 12V nhé, có chế độ đèn nha, ngoại hình của nó. Đó, bên này nó rơi mất cái tem rồi. Máy em ru luôn. Nhìn con máy cũ cũ, tróc tróc nhưng mà tróc tróc sơn nhưng mà máy chạy em ru luôn. Ok. Chế độ nhanh chậm này, chậm này. Đó, nhanh này. Ok. Máy chạy cho mọi người, đèn sáng. À. Này là số 3 nhé. Số 3, thùng này 560.000. 560.000. Số 4 này tiếp tục một thùng Ryobi này. Rồi. Cái thùng này thì nó bị ở bứt mất cái phía sau này nha mọi người. Về mọi người á. Cái phần này này. Nó lâu ngày rồi nó rách mất. Đó. Thì về á, cái này về chế mà đẹp nhất dễ nhất á, là mọi người lấy cái rục lốp xe á, mọi người cắt một đoạn đấy, mọi người dán dài ở đây, dán thôi, dán KOB thôi mọi người, dán KOB là chắc rồi. Còn ai mà muốn chắc hơn thì bắn rivet hay là bắt vít gì đó thì tùy mọi người, nhưng mà nhìn có vít có rivet thì nhìn không đẹp, chỉ cần dán KOB là nó dính cứng rồi. Xong rồi nó là su mà, cao su mà, lốp thì mình cứ thấy mình lật lên lật xuống như thế này thôi, chỉ cần lấy lốp thôi mọi người, cái lốp là nó mỏng là đủ rồi, nó không cần dài cứng lắm đâu.
Đấy, là play như thế này là xong rồi. Đấy. Đủ, cái đời này mình nói thật sự là nó trâu mà nó bền kinh khủng khiếp. Đây, con này là con Ryobi 12V khoan bắt vít nha mọi người. Đây, cục sạc của nó. Đây nhá. Đấy. Con này á, mọi người nhìn này, ngoại hình nhìn nó bẩn bẩn, nó móc móc như thế này thôi chứ về mọi người vệ sinh lên là ok cho mọi người. Đây mình lau cho mọi người này. Móc móc như thế này chứ lau ra phát là nó đẹp nhá. Ngoại hình như thế này rất là ok cho mọi người, đào rất là ít xước nhá, ít trài xước nhìn này. Đó. Có chế độ nhanh chậm nữa nè. Bắt khoan bắt vít mà có chế độ nhanh chậm thì rất là ngon nha mọi người. Vừa có đàn vừa có chế độ nhanh chậm nè. Đù má em ru luôn, mạnh đó. Đó, thắng mình giật 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 đây. Đây chế độ nhanh nhá, mình chuyển qua chế độ chậm nè. Đó, thấy không? Chuyển chế độ nhanh nè. Từ. Rồi. Đó. Ok. Quá đã. Rồi, con máy này là số 4. Số 4, con máy này 580.000. Số 4 580.000. Số 5. Tiếp tục một thùng Ryobi. Đây là 6 thùng Ryobi à. Đây. Đây là con khoan Ryobi. Khoan Ryobi. Con này đời tinh giản và gọn nhất, thuộc dạng gọn của cái đời khoan này. Khoan là thường nó có cái đầu dài, vít thì thường nó sẽ gọn hơn. Vít thì ví dụ như thường thường như cái con vít là mà đời này á, thì nó chỉ gọn tới đây thôi đó. Nhưng mà có cái khoan, đầu khoan thì lúc nào nó cũng dài hơn. Mọi người đưa này, nhìn vào này, cũng bàn tay mình cho mấy. Tinh giản gọn 12V, gọn rất là thích nha. Ok. Em ru luôn. Chế độ chậm này. Chuyển qua chế độ chậm đây nha mọi người. Xoay chậm. Đó, chuyển chế độ chậm là nó xoay tốc vừa thôi nhưng mà lực xiết nó lại mạnh nhá. Rồi, chuyển qua chế độ nhanh này. Chế độ nhanh số 2. Ok. Em ru nha mọi người. Đấy. Có đã. À, quên chưa cho mọi người xem ngoại hình nè. Cả cái đồ này nữa. Đây. Bẩn bẩn thôi chứ về mọi người đánh ra nó sạch hết nha mọi người. Cái này bụi thôi. Ai chơi đồ vải thì nhìn là biết rồi. Đây, hộp sạc 12V. Rồi. Đây là số 5. Số 5, thùng này 480.000. Số 5 480.000 nha. Tiếp theo số 6 là thùng Ryobi. Đây, hôm nay 6 thùng Ryobi, còn tiếp nữa mấy thùng Hitachi nữa. Số 6. Đây. Ồ, trên này nó còn quyển sách, quyển đồ của nó đây nha mọi người, trên này nha. À, ok.
Đây là con máy khoan bắc vít Ryobi 12V, màu đen rất là ngầu luôn. Đen mà đen hết như thế này rất là hiếm, con đen nha mọi người, rất là hiếm. Đấy. Nhìn đen như thế này, nhìn cái máy nó sạch này. Đó, tuy nó bụi rất là, nhìn như thế này rất là bụi nhưng mà mọi người nhìn thấy nó sạch không? Về vệ sinh lên là đã, mà nó đen kiểu đen nhám chứ không phải đen bóng, phải không? Đen nhám nên nó sạch. Này cái đầu rất là đã nhá. Có chế độ đàn nữa đó nha. Đó. Đu, tóc đã dễ sợ luôn. Đó. Phê phê phê. Đó, phê 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 phê. Máy nó còn kêu nữa. Rất là sướng nha mọi người. Đây. Máy đen, pin đen luôn. Thùng này là thùng số 6. Khoan bắp vít Ryobi 12V máy chạy nha. Con này là số 5. Số 5. Con này 540.000. 540.000 nha. Tiếp theo là số 6. Số 6 nha mọi người. Wow. Số 6 đây là một con khoan Hitachi 12V. Đấy, xem mô hình mấy cái này trước đi. Ồ. Đây cục sạc đứt dài à. Rồi để mình bóc cho mọi người cục sạc khác nhé. Đấy, cục sạc này nó đi theo thùng này luôn nhưng mà để mình còn cục sạc này để mình bóc cho mọi người cục sạc khác nhé. Thay cục sạc này. Đây là mọi người này, cục sạc này, nó còn dai nhá. Dai nó không bị đứt nhá. Đó, bỏ vào đây. Ok. Còn đây là con máy khoan Hitachi 12V. Đấy. Chụp cho nó dán cái gì đây. Đây này là cái tem của công ty cũng mua cái máy này về, nó dán cái này nha mọi người. Dán tên của nó đây. Tên của cái thằng nào sử dụng cái máy này đây. Mình lột luôn cho người xem nhé. Đó. Rồi mất cái tem rồi. Hay là cái nhà máy này nó không cho dán cái tem này ta. Đem này. Mọi người nhìn nè. Nó lột ra nó dán mấy cái tem của bọn nó. Ví dụ như một công ty nào đó mua cái máy này về nó dùng á. Xong nó lột luôn cái, nó lột luôn cái tem hãng. Nó dán cái tem khác vào chứ cái tem hãng không dễ gì mà bay đâu. Thật sự nó chỉ bị cà thì bị sứt thôi chứ không dễ gì nó bay dán cái tem gì của công ty nó vào này. Đó. Dùng máy khoan mà không cho thể hiện tem của hãng nào. Rồi bây giờ mình sẽ test con máy thử cho mọi người xem nha. Cái này là bị nó lột ra chứ không phải nó tróc đâu nhưng mà cái này là chắc chắn nó lột dán cái tem của nó vào này. Đó, hai bên này. Rất là đã. Ồ, xuống nha. Ok. Đấy, con này có 8 cấp trượt, 1 cấp khoan nhé. 8 cấp trượt, 1 cấp khoan. Rất là đã. Con này 12V mà trao này. Đó, chỗ này nó làm motor có vẻ to này. Đó, nhìn không? Bình thường mấy con 12V nó chỉ nằm ở tầm này ngón tay của mình thôi nè.
Con này to lên rồi, mọi người thấy không? Đó. Con này chắc lực kéo nó trao lắm đây. Đó. Khoan Hitachi 12V. Máy chạm. Này số 7. Số 7. Con này 520.000. 520.000 nha. Số 8. Tiếp tục thùng Hitachi. Đây là một bộ khoan bắc vít Hitachi 12V. Đấy, cục sạc của nó. Sạc này thì từ 7V 2 đến 12V rồi. Đây, con máy nó có thể hiện luôn nè. Lực xiết này 98 Nm. Đó. 98 Nm nha. Rồi. Tách máy luôn. Con này thăng rời thăng ngoài rất là mạnh đây. Máy gọn. Những con như thế này rất là gọn nè, mọi người thấy không? Gọn nhưng mà nó lại trâu. Mấy con thăng rời thăng ngoài nữa, nó gọn nhưng mà nó trâu lắm. Ok, đây này, mình phát hiện ra là con này nó ngon, nó chạy rất là ngon, nhưng mà có điều một cái là nó đang bị này, chỗ này bụi này, bụi làm cho cái cò nó bị hơi bị dính, nó bị thả ra hơi bị chậm này, mọi người thấy không? Mình rút ra phát là nó chạy ngon này, thấy không? Nó phản xạ rất là tốt, nhưng mà khi mình thả như thế này là nó bị bụi bẩn cái cò này, về mùi vệ sinh tiếp nhá, vệ sinh ở trong này nó hơi bị xích cái mặt này này, hai cái mặt này nó hơi bị cọ, nó hơi bị đất á, bụi nó dính vào đây nên nó hơi bị rít, mọi người về vệ sinh này đã, chứ còn con máy chạy rất là ngon nhá. Này, thử cả hai bên luôn. Đó. Đó. Ok. Vì là máy ngon chạy phê. Rồi. Con khoan bắc vít Hitachi 12V thăng rời thăng ngoài. Máy chạy. Con này là số 8. Số 8, con này 530.000. Số 8, 530.000. Đây, số 9. Tiếp tục một thùng Hitachi nha mọi người. Thùng Hitachi. Đây là một con máy khoan Hitachi 12V. Đó, máy gọn mà trâu, đầu 13 ly. Đó, rồi mình giới thiệu với mấy cái cho mọi người xem ngoại hình mấy cái này trước. Đấy, cục sạc từ 7V 2 đến 12V nhé. Thùng thì có vẻ bụi bẩn tí. Con này ngoại hình còn khá là đẹp nha mọi người. Đây, nhìn mọi người nhìn ngoại hình con máy này. Khá là đẹp luôn. Đầu 13 ly. Đầu 13 ly nha. Đầu 13 ly có khóa đầu này. Đó, khóa đầu thì mình đã giới thiệu với mọi người rồi. Khi mọi người muốn chỉnh được cái đầu phía trên này á, chỉnh được cái ba cái đầu kẹp này nó mở ra, nó khóa vào hoặc nó mở ra thì mọi người kéo lên đây như nó ngày mọi người mới xoay được này.
Xoay xong cái lúc mà mọi người siết mũi cho nó cứng vào, mọi người kéo xuống là nó cứng luôn nè, không cứng luôn, mọi người không thể xoay được nữa nhé. Đang mình đang để chế độ chậm này. Rồi mình thử cái tốc chế độ chậm cho người xem luôn nè. À, vặn không được phải không? Rồi mình kéo lên nè, được nè. Đó, thấy không? Rồi. Muốn ấy là kéo xuống là cứng. Siết vào rồi là nó cứng, đẩy lên lại nha. Rồi chỉnh nè. Mở ra nè. Rồi tiếp tục chuyển qua chế độ nhanh nè. Đó. Tiếp. Đó rồi, kéo xuống. Rất là đã nha. Đó. Ok. Con khoan Hitachi. À, đầu 13 ly. À, có chế độ nhanh chậm mà 5 cấp trượt, 1 cấp khoan nè. Đầu 13 ly có khóa đầu rất là ngon nha mọi người. Ồ, con này nè. Này. Cái vỏ chỗ này nè. Mình qua kỹ luôn cho mọi người xem. Đó, chỗ này nó bị nứt một tí. Không ảnh hưởng gì tới máy nha mọi người. Không ảnh hưởng gì tới máy. Mọi người về thì ưng mọi người dán lại hay gì tùy mọi người. Nhưng mà như con máy lúc nãy mình chạy cho mọi người xem, không ảnh hưởng gì tới máy đâu nha. Đó, nè. Có thể là do ông vặn con vít này mà ông vặn quá hay là hàng nó cắn cái gì đó nó nứt tí chỗ này, không ảnh hưởng gì nha. Ok, nhưng mà mình vẫn sẽ từ tiền cho mọi người. Đó. Một con khoan 13 ly có khóa đầu Hitachi 12V. Máy chạy rất là đã, chỉ có tiếc một tí là nó bị nứt một tí chỗ đáy thôi. Ok, con này là số 9. Số 9, con này à, đúng ra con này mới không bị nứt á, là mình sẽ bán 850. Còn giờ nó bị nứt rồi kia, nó cho mình bán là 660.000. Ok. 660.000. Đó. Ai không quan trọng về ngoại hình một tí rồi đấy thôi, nó không quan trọng, nó không ảnh hưởng gì tới máy mới đã, mà chỉ có bị một tí đấy thôi, mà mạnh ngon là xài con này đó. Ok rồi, hôm nay thì có 9 thùng đấy nha mọi người, kết thúc video ngày hôm nay. Mọi người xem video thì luôn luôn ủng hộ mình một like nha mọi người, like ủng hộ giúp mình và chia sẻ video giúp mình nhé. Ai có nhu cầu mua con gì mà thích hợp với bản thân mình dùng thì liên hệ với bên mình qua số điện thoại này 0854901685. Còn chưa phù hợp thì chờ video khác nha mọi người. Chưa phù hợp với dùng của mình thì chờ video khác. Đón xem tiếp nha mọi người. Ok, cảm ơn mọi người rất nhiều.